chưa đôi chia sờ lánh ở smile năng dây hướng năng môi tiền lo nó lo smile mà nên côn phải ăn nét lên là bệnh ơi ta muối à buồn nẹt tiết ọt miền miền mặt của cô mà bần mẹ nông đóng đi bần miền mặt của cô buồn phải ăn nét sờ lánh ọt smile cái này sờ sờ miền là côn sầm nóc miền là trâu sầm nóc tiết hay trâu đừng ngó nếu miền là trâu sầm nóc tiết chưa làm miền đấy nhở chưa ấy đang à miền là côn sầm nóc à trâu sầm nóc hay ớt smile cái này hay đó ớt smile cái này mày chênh mà mày chênh mà chả rắc dưỡng cứ mình mẹ nẹ lọ tê bố ớt smile cái này mẹ nế nhớ cái dưỡng prum mà về hiểu là thôi bố bút ớt smile dưỡng thả bệnh prum mày hay xong bệnh prum mấy bà ổ bê khá ớt krup mong xong bệnh prum mấy ớt xong chạy nè smile smile tức là vẹn thôi anh ấy có mọi bò hãy đăng á có mọi bò hãy đăng á lực kê hay nà côn ai khổ từng óc về cả mỗi bong ấy đằng đó là pe quạt sờ lạnh côn môi nắng đó là pe côn nắng miên côn tiếp sờ lạnh chào nắng tiệt hay đó là quạt sọp dương hay à côn dương nắng quạt sọp tiệt khổ nha vậy khắc khổ nha vậy chăng vậy men khổ nha tân tay nhôm thời chám thà chơi để nhôm mặt sờ lạnh cả chào nhôm và cả chơi để nhôm sờ lạnh cả chào nhôm và cả côn để nhôm sờ lạnh cả côn nhôm và cả côn để nhôm mặt sờ lạnh nốt cả côn nhôm và cả đây này đấy nhôm hãy bảo ta lùm yên hay là ngay khởi kê lùm yên đại dương công bởi tố kê kê bóng bánh chạm hà và sát kê tên nơi phí phân công bởi tố kê nói nhôm đó nói nhôm đó bắt bị sát con sát trở nổi khá nhé nhé bây ơi play bây dương sát sát ta muối á ăn đi lỗ á chê kêu bị nó ngồi ăn chạy thử mấy con sát nó sầm nóc bao lục cru ấy năng dương mình sầm nóc tê khởi nhé chạm đang ăn chạy đấy nhôm chẳng bà chùa khó khó ngó thôi đúng không? Đây bà ta tớ, lò đúng không? Nhôm đây sẽ đạp bà thma tê sna lơ giả la chăn đấy. Côn sơ hạt thma, thma phép chăng ơi. Côn sơ hạt thma nè nhôm. Tâm tớ nát đại nà nơi nâng. Sự phì. Bân mẹ khắc khụt lên vậy. Sự phì. Giờ ta sao á. Nế nhôm. Tăng ơ, thma khá chẳng. Đôi ta côn nhôm đây nâng nà nhôm. Đôi ta khá nê nâng nà. Ao dạ ni, chá ra, bà chốc bà si dạ ni, chá ra nà nô. Lên mà chịt. Tớ để. Dương mẹ xâm lập bà lô phá bởi chỗ đó ớt 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 mong chẳng bàn tay nhô bởi kênh phê sẽ chia bầy kè vẫn ớt 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 mấy bầy kè chạy mấy cục nhô chạy mấy cục chẳng sao mà bàn đồng phê kè chạy mà nó ớt linh mà mà khi nè mẹ bà năng ạ bà nè khu ớt 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 thường mấy cái chật lực rưu chiên bàn thế chỗ đó ớt 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 chẳng bàn ở chết buôn hồi cái phải lấy trên một đò lấy nhận mơ bị khai áng dòm nèm cái linh chắc con dôn phải em nè smile chẳng đây đằng ngày cái đó ý cái mơ khơi quân làm lấy và dưỡng thầy dưỡng về smile cái này nè nhận không nè tại bình dôn chơi xong nắp ngày cái đó ý miên tay nha à chào mô nô kì phở bịa ta ôi à chơi xong nắp gì anh mơ ta ư thế đấy nhôm chẳng ai chơi sầm lấp gì ai mới đó thương mấy khi ông chơi và ở sầm lấp ấy xong cái đó bằng bàn chạm hào sát cái tên này phải nôn xong này bùa dương vừa sao lo bia đây và bia giáp mẹ nè nhớ 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 hiện cái đầu thằng chị thì ai này này thương mấy tê bùa thô nó thầu tê thầm đang mỏng đúng chứ nói tị bảy ca kết bị ca riệp ca chơi rơi mà nô ở ban xong rồi tái dương ở lâu ní bị mốt dương nè rơi nè riệp chấm á nhổ chẳng hay nhôm chỉ nó ăn nhôm bị khmer ấy cảnh mai túc ở bục đại à lâu mai còn mình túc ở bục còn chơi đại đại luôn ai bắt nó đại luôn ai chẳng na cả đời tới tới mà ơi là nạp chuyện ba mư ở đăng ở lư thuê bắt tha sớm mai khóc khóc đi men tại tôi vẫn mấy còn cha còn cái mơ chuyện khmer đây này nhé nhôm chẳng ai mơ sắm lo mình lo mơ sân hay dây mơ mà bái tà ta mơ mà bái bà cài à dây còn mơ pu còn bị phịa lơ pu bị đá ấm squal oh pu cái dao cái lách cái dao mình cái lách cái dao xi đây cái dao xi một con đăng tiện này đấy nhổ đăng tiện ai ta còn mơ mình nuôi mình còn mơ tẩm na còn mơ sầm đây còn mơ sầm đầu nên ta còn đăng cái giải quát sặc sa pi chợ đất của con nè buộc phải khai tà tán còn đang chờ đất bằng mình đâu men của môi chờ đất
à đau chẳng ao chưa ngặt đau cay đau môn ngặt đau riêng đau môn đang mình được phết mấy phết mấy tà tà tới bây giờ dây sợi pu cái nào sợi pu pu che pu che pu che chắc bạn còn tục đại côn trai mùi mới còn sợi như này hãy về để ban khnề chia côn và xá chia cục mà đại khnề hãy nơi ruộng ruộng khnề chia sóc dơ chặt dơ làm khnề tới bầm ban ơi tầm lấy mà đau bụng quá sầm lại chặt luôn ấy ta là khó luôn ấy về khác có dương nó về ruộng chùm này và bạn chặt mùi côn đấy bướu côn dương đài mẹ nói nhận không đó chẳng ban bộ rán tha cùng ơi nôm nông vật thông chiên niêu khang pê nàng ai ở niêu hay nôm nông vật vật pan khnề tơ vật thầm ơi thông chiên ở về làm mồm khnề ơi tầm lại khnề tơ nói nhận không đó nàng ai bướu pê khác ở đây ai của côn ai mấy tay côn anh mẹ nói nhôm đó nhận không ơi nhận không ở đây ai của côn ai ai nè đó pan ai nhân côn anh nhá mẹ anh đang nghe được tới vậy nè ai ở đây ai nó côn ra anh nó côn ai của quân anh nó chia côn ra mai đây nó côn cái đấy chẳng tôi là phải ông khnề đài mẹ nói nhận đâu nó chẳng nói tí buồn chọc chọc cứ bê ban khnề chia côn và xa chỉ sạch nhiệt từ rung khnề sang ló đọc sai nó bài nhà đòi sẵn tệ vị thi mình miền đồng phương ở khó nạ đạc khnề lời cái đấy nhóm nè phòng năm trăm tài ốc ào khnề sạch chẳng sạch thay chẳng sạch sâu thay sạch hiện thu thú hay mùi tiết sạch thay chạ rục kia cho láng át phóng rùm kia đọc sái cất rùm kia chạ rục kia mà chạ cho chạ láng lên kia bạc năng đời xa sạch thay hay là sạch thu thay mẹ nói nhớ không nè sạch thay hay sạch thao sạch thu thay chẳng kê át mau rùm kia bọc rục kia tê kì rùm kia đầm bấy đọc sái mẹ nói nhớ không tới ban chỉ bẹo lõ cứ luôn cái đọc sai ở cồn chay hay bờ luôn cái bọc rốt kia chạy các kia cho lá bài cái này bạn nè để miền bị bờ đệ sợi cồn dương chay dương đặt đài này đấy nhau đó chấn bình dây sợi đọc mà vĩnh buôn giang đi quân là thoa đọc bọc bẹo cho bờ sân địch quân là cả ná thưa lõ buôn giang đang hát ban là cồn vùng đăng quân đặt đài cảm nhôm thỏa âm tư cảm nhôm đang nhôm đấy chứ bà cần ai là o hết mấy con đôi tàng chân cảm nhôm thế thoáng tư đó pê khá là o lỡ à ca chiết muốn đang là o chưa mạch đắng và miền sai sờ lại mau tăng bây giờ tây thì chiết mau là o lỡ lên chiết muốn là cọ đạm mày dương đá hà nó dương mạch đắng mày nói nhổ chân thoáng tư bà là o hai cái đăng thế thoáng tư hãy công vô tục vô mà đặt luôn trở pê ba bà ba khăn na ngày sau từ vọt mà ngày vào nghỉ tập bạch mập chạy đây vào bạn nè đó thằng hào mà về cái bài sạch thực nâng ta hãy bỏ xong a tia ram vọt nhàng bọn này cát mong của mũi chanh vì vọt mập tia kê mình tốt bài ai hốt phật tức đi tụi mà mình vui cái lạc khai khỏi mọt bà khó ấm ta đó như hôm đó nó cho bà ngó bà mới chọp ta hãy miền sấy bà kê mình không phải bà dương ta đáy nó ngủ thử ấy tiết tới sang bốn đó à bà ăn ấy hốt ta thỏa mà hỡi sai lang cái mình về đó vọt tiệt vọt ta riệp chân han riệp chan riệp năng bài sau bị lốp hộp bàn tiệt này nè nhóm bà lốp mau nơi vọt mà tiệt vinh sai bà lâm lang từ vọt tiệt ta tập bà năng ạ mình vui dương cha hai mình vui mẹ nè nhóm té rẽ xà sờ sàng lõ hay bà côn mình đăng tiết cầm bỏ dương hai còn bà bạn chết ấy còn tội chết ấy nè nhóm nè nhóm nhìn nhôm đang đam nhôm nhôm đây bà chết tầng o còn khoan nữa nhôm nhé nhìn nhôm mà má ở đây khoan lên nè còn sao chuyện bảy quan này anh nè bảy quan ông này anh nè chuyện đọc cho năm này á sắc bồi bồi làm tới vật này tới thứ gì vật này vật nó bê khác cái đây mà ớt dương quá nè hay bây giờ nó tôi chết anh không chăm anh không tổng lúc rong à lời còn ơi mà chết anh ơi anh chưa chết na cái đăng côn ô ở đâu tài chứng mình sẽ bị đồ ngọt rồi hả chờ lắng lắng không chẳng bạch thế cái mau mau hướng bó cái bên đây sầm khánh dương kịch đặt cầm dương mẹ đấy nhận không đó hay còn bạch kịch cho ra công bà ba chết phật cắt xét à lời cái thai chẳng cắt xét hay cắt xét ở đổ con nó tiết phật hát xong ấy mẹ đấy nhôm 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 na thua phật đó ngay đại sử băng gầy lô và sinh ngắt bên đây đòi vang với tục ở đây mình chẳng nghe nhớ không biết là na thật ở bạch tục tế miên tế
cắt bật thoi tục bị khuôn ấy nhằn bờ lòi cá nó khuôn dưỡng bật thoi à rộng để cá kịch nâng hơi nè nhận nhau nè nè đây bật cái kịch cho ra nè mà được chặt đi kịch nè giờ nè kịch đây một giờ kịch đây kịch ôi kịch à kê sọc khnía cái kịch à kê chlu khnía cái kịch tầm số sọc sọc nâng cái tê bình bình mà lô mai thấy con lé nhá lé nhá lé khnía chặt bình ngay đang tao nhom lé nhá mày tiệt tao hỏi con ắt tê ắt vô tê à năng khôn nha à lâu con pi năng tục mày mày chui mơ phong lé nhá nhom ta lé nhá lớn đi lé nhá bật tù sạp bật ấy ấy dương đi bái còn toàn hộp mò ba cái lé tiệt đó anh à muốn lé nhá sao anh bán pi à lâu pi tiệt ó anh hai lé tiệt đây con bái hộp cả chọt bái giúp láng xong hẹn lụ kết ơi kết bạn là cái tê mà nó mang vùng môi à nghe đầm mang vùng bấy cái luôn cái thở bạn đấy cái miếng toàn tê mà dương nè con này khác cái luôn này chẳng ta lâu đấy luôn chẳng ta nhộng mang vùng môi luôn này mang bấy cái luôn cái thở cái hai cái bay mới cái đấy áo cái ấy bay gọn hộp anh ơi anh cô này cô đang phải luôn đường ấy tê à nát cô nè mang pi ở phòng đi lúa ăn lúa sao món nhộng cất ơi cất anh mà đi sao pi à đi pi tiết mẹ nhau lúa cả đa tiết anh ơi vô một tô à thà đi tiết ngày môn vô tàu môi lâu vô môi tiết mong cái nô của cái lệ cái kê nó cái thử cái bát ấy cái cài tục mà dục đập được cái tê mà mày ác nhom phịch phép mà ấy dục mấy nhom thử cái với người ta mày anh thu thung anh đi ăn luôn mà dục nè thằng năng ạ thà tục nà kịch ơi kịch mẹ đấy nhom chân bật thoi ca kịch nhàng bôn đợi bán xịt đây sọc dướng sang lõ để xa sơ tới đồng nào dương từ mục tiết mẹ đấy nhận nhom đó chả hay nà nhom nát nà nhom pre tương lai chả hay nà nhom nát sớm ăn mồ từ đi 54 នាទីឆ្លើយសំណួរញោមមិញសិនមិញបានព្រះនៅឯឥណ្ឌាឯនោះមិញមិនព្រមទេសនាភាសាឥណ្ឌាមិញទៅជាសំស្ក្រឹតហើយបល័យចម្រើនពរញោមថាសម័យនោះមិនតាន់មានឈ្មោះថាឥណ្ឌាទេឈ្មោះមគ្គធៈឈ្មោះកោសលរដ្ឋឈ្មោះសកៈគេហៅតំបន់ចឹងណាតំបន់សកៈតំបន់កោសលរដ្ឋតំបន់មគ្គធៈដែនគេហៅដែនដូចយើងហ្នឹងគេហៅដែនដែរយើងហៅដែនសុវណ្ណភូមិពីដើមណាខ្ញុំដែនមគ្គធៈដែនកោសលរដ្ឋដែនសកៈដែនមគ្គធៈដែនសុវណ្ណភូមិគេអត់ហៅប្រទេសគេហៅដែនអញ្ចឹងនៅក្នុងមគ្គធៈជាទឹកដីធំដល់មគ្គធៈជាទឹកដីធំភាសាដែលមគ្គធៈប្រើគឺភាសាបាលីគឺជាភាសារបស់មគ្គធៈហ្មងគឺភាសាបាលីហ្មងអញ្ចឹងអ្នកមគ្គធៈប្រើភាសាបាលីទាំងអស់គ្រប់កន្លែងគឺសើភាសាបាលីអញ្ចឹងដែនមគ្គធៈហ្នឹងឯងដែលមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅទីនោះអញ្ចឹងប្រើភាសាបាលីតាំងពីដើមមកដែនមគ្គធៈដែលមានព្រះរាជាមកព្រះអង្គពនាមថាពំពិសារាជក្រុងគឺជាក្រុងរាជគ្រឹះឯដែនគឺដែនរបស់មគ្គធៈដល់ភាសាតំណាក់តំណងការទូតគឺសើបាលីទាំងអស់ភាសាបាលីនិយាយគ្នាក៏ភាសាបាលីនិយាយទៅនិយាយមកក៏បាលីនិយាយចុះនិយាយឡើងបាលីដល់ដែនផ្សេងផ្សេងទៀតគេប្រើសំស្ក្រឹតណាសំស្ក្រឹតហើយសំស្ក្រឹតហើយនឹងបាលីនឹងជាភាសាស្ដៀងស្ដៀងគ្នាដូចភាសាខ្មែរនិងភាសាថៃអញ្ចឹងស្ដៀងស្ដៀងគ្នាអញ្ចឹងព្រោះវាคล้ายនៅដែនមួយមួយយូរយូរទៅភាសាចេះតែអភិវឌ្ឍទៅមុខអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេប្រើជាអក្សររបៀបសំស្ក្រឹតហ្នឹងហើយណាអក្សរសរសេររបៀបសំស្ក្រឹតឯមគ្គធៈភាសាបាលីអត់មានអក្សរទេមានតែសំនៀងនៅខ្មែរសំនៀងបាលីតែអក្សរខ្មែរតែសរសេរទៅជាបាលីដូចបអានតបៈចឹងទៅកអានតកៈចឹងទៅខអានតខៈចឹងទៅកអានតកៈចឹងទៅចអានតចៈចឹងទៅតែសរសេរចឆជឈញដូចតែភាសាខ្មែរតែសំនៀងនៃការអានជាភាសាបាលីតែសំស្ក្រឹតជាភាសាធំនៅក្នុងដែនច្រើនជាមគ្គធៈចឹងទៅអសរបស់គេនៅមានអញ្ចឹងឥណ្ឌាសពថ្ងៃសរសេរភាសាអសរហ្នឹងគឺជាអសរកាត់របស់សំស្ក្រឹតទេណាញោមណាហ្នឹងហើយហើយនៅឥណ្ឌារាល់ថ្ងៃក៏ដូចគ្នាដែរខេត្តនីមួយនីមួយក៏និយាយពេលខ្លះខេត្តខ្លះនិយាយស្ដាប់គ្នាបានដែររដ្ឋខ្លះគឺតំបន់តំបន់អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងពីមុនយើងមើលរាជគ្រឹះសាវត្ថីកៅសំពីពារាណសីវេសាលីសិតតែឈ្មោះដែរទាំងអស់ខុសគ្នាតែឥឡូវនេះទៅជាឥណ្ឌាតែមួយណាញោមពីមុនឥណ្ឌាតែមួយឥឡូវឥណ្ឌាបែកសម័យក្រោយមកដូចជាតកសិលាតកសិលាជាឈ្មោះពីដើមនៃសកលវិទ្យាល័យសម័យព្រះតកសិលាឥឡូវនេះទៅប៉ាគីស្ថានឯណោះតកសិលាឃើញណាញោមដល់ទៅពេលកបិលពស្សហើយនឹងទេវតហៈពីនគរនេះក្នុងដែនសកៈ
sáng ngày này tới trên Nepal này nè cái lãnh đạo của ông của số nó tới tới Nepal của phụ nó quạt cắt trên biển đi cái mà mình sẽ kìm ram ra chân tới à đó là đàn đàn sang cả xa đàn xây xây tiết chỉ loạt môi môi được bao anh đi sang cốt tại chết đây sao mai nó màu nơi phù mì này nè nhóc chẳng biết trai khai mình khỏi đôi khai dương đại tê phía xa khai dương thì dây hay khai dương thì xế chọc nơi thmo và sát khai dương là lâu tự án ăn mũi tê tòa tự riêng đây mà nè nhận ông đó chẳng là xế cả nốt hay màu ăn là lâu tự án mũi đây bị khai á nhóc hay muốn sao mai bởi rắn sao mai bởi ăn chăn đi chía sao xế ở xa khai ấy khai đấy bắn xế tùm rút á nhóc xế tùm rút á đôi hơi chứ hơi chứ khó trường vô hay giả là tụm ruột chẳng nên ho là giả vô đấy tụm ruột nha hay là chẳng ta quật ruột 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 tầm số dương vẽ khởi nên chẳng là trẻ an tiện chẳng bị khla chứ cắt chẳng tụm rộm đi dân chiên quy bọn chẳng nắm bị cắt tới phía xa đây là dương nâu miên nó cứ bà lầy anh dây bà lầy tới bàn sang sạc rất dây khía tới có anh đi lại mà chẳng muốn có sạc bàn ở đây chết thì xa sang rất chẳng nên dây khía bàn tại à xó bỏ bà lầy anh miên thế tại à xó sang sạc rất nâu miên cứ đôi giờ son đi rồi ngày chẳng ai nhóc nhóc nhìn phần đằng ai co nè phải phải muốn mẹ phải tê hẳn đi đại đại đi đại nục đôi dương đôi dương đại sổ ban đập phum nè nhóm thì muốn miền đại đấy nè đại sổ ban đập phum hay đại sổ ban đập phum nó mẹ ta nơi lạnh đằng ấy nó mà đồng bon dương đó à gì cái này nó cứ đại sổ ban đập phum tăng tỷ phum miêu mau rồi hốt đó bò na đòn này và cùng dây với ngay về ơi rồi đại sổ ban đập phum nè nhóm nè này này đang còn đang cho xong anh nằm mồ tình đi chọc ai chọc tóc sầm rán cướp